Đây mấy anh em, đây là cây linh sam ghép mấy anh em. Trước là mình cái cây này là bản thân của nó là cốt là cái thân lá lớn, cái gai nó lớn hơn. Mình thích cái loại lá nhỏ thì mình ghép cho thôi, vấn đề hết. Không quan trọng là mặt đây mà ghép này, lớn bự rồi. Lũa đây, mặt đây mà cắt mình làm lũa mình vôi keo là luôn. Mình không có để cho nó trống thân, anh em mình thấy nó nghệ thuật. Bộ lũa đây, loại nó loại đỏ zin luôn mấy anh em đây. Đó, mình thấy không? Đấy, bộ lỗi nó luôn là từ dừa từ rừng nè ha, dinh nè ha, để nó luôn ha, không bao giờ nó bọng thân. Những cái cây này là những cây loại loại nếu anh em này chơi lên xanh thì khỏi nói nhiều, những cây này không phải bài bọng thân. Đó, những cây của rừng tự nhiên thì nó không bao giờ bọng thân được. Đấy, những cây mà mấy anh em mình hàm rỉ mua thì tới chung tiền này của nấy, nó chỉ bay cây này thôi. Anh em nào thích thì giao lưu, không cần nói nhiều về linh sam này nữa ha. Anh em mình biết rồi, cây linh sam thì mấy anh em mình biết được. Đó, đây là quay gần nè, không hết cái que của nó luôn. À, tay chi của nó đây. Thực ra là mình đây là hàng là đây là gọi thành phẩm luôn rồi. Nếu nào cần thì liên hệ cho mình, số điện thoại Zalo 093 241987 nha. 093 241 1987 nha. Cái cây linh sam bự, gốc bự này là hơi bị hiếm nha. Theo em thấy tay ôm hết. Lụa nó để là cái lụa lụa đỏ chét nằm trong này luôn. À, em thấy lụa không? Lỗi nó không? Bộ lỗi nó luôn nè. Bự, hàng lớn rồi nè. Có tay tự nhiên hết, có cái gì mà nên là thấy hay thì alo mình. Bây giờ quay tầm rộng cho mấy anh em xem. Đấy, đây là view rộng nè. Đây là chậu vừa một người khiêng, không có nặng nha. Đấy, một người bê, cái chậu này tầm nặng tầm 17 kg. Còn đấy thôi, đang nở hoa luôn. Nở hoa luôn ha. Anh em mình thấy hay thì liên hệ vào bên Savien, số điện thoại Zalo 093 24 11987 nha. Đây, cái mặt diện của nó như thế này. Cây này là dáng quái mình nè, hay mình nè. Có một cái dáng trực quái nhưng mà có một cái chỉ độ xuống mình có thể gọi là cây này dáng quái mình nè. Tùy mấy anh em muốn gọi dáng gì chứ mình thấy cây này dáng quái nó hay, có một cành rơi xuống. Trực cũng trực mà siêu 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 một xíu ha. Nói chung là thiếu gì với anh em nào góp ý dáng này dáng gì nha, mình cũng không biết dáng gì đâu ha. Đấy, nói chung là mình thì gọi dáng khác đây. Nếu thì mấy anh em mình thích thì liên hệ với mình, nó đang nở hoa nè. Anh em mà thích thích thì liên hệ với bonsai bên nha. Đấy, hôm trước là cái mặt đây có lũa nhưng mà mình làm lũa lên gì thì nó mình thấy nó không hay, ghét mình cắt luôn mấy anh em, cắt luôn, mình cắt luôn, thấy lỗi đỏ của nó mấy anh em, cái lỗi yên lỗi nó luôn nè, ghét mình cắt luôn mấy anh em. Nếu như bình thường anh em nào thích thì người ta chạy lỗi từ đây xuống đây luôn ha, nhưng mà mình không, cũng không thích, mình thích thì để tự nhiên vậy đó, mình không chạy lỗi. Chạy lỗi thì nhà mình cũng có máy mình chạy luôn. Nó đây là những cái lỗi của nó hết nè, zin hết, chỉ cần về mấy anh em mình chơi thôi, không có phải sợ chết chóc hay là mục gì hết nha. Mình muốn mình chạy lỗi ở đây nhưng mà mình thích để cái thân lớn vậy đó. Cho anh em sưu tầm chứ không phải là vấn đề bị về bị gì hết đấy. Cái này nên là thích thì alo cho mình ha. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Số điện thoại bonsai VN là 093 24 11987 nha. Đấy, chậu này, cây này là cao tầm 55, không tính chậu. Rồi, cảm ơn mấy anh em. Rồi, cái gì mấy anh em liên hệ về sẽ gọi trực tiếp cũng được, số điện thoại là 093 241 1987 hoặc là gọi Zalo cũng được mấy anh em. Zalo của mình cũng vậy luôn, là 093 241 1987. Đấy, giao lưu với mấy anh em mấy cây tác phẩm bonsai. À, đế rễ bệ đây, coi lại mấy anh em mình coi lại nha. Đó,
Cái này là hồi ngày xưa là mình lấy những cái chỗ là nó ở trên đá rồi mấy anh em, bây giờ nó bò trên đá rồi, nó hình thành lũa lút luôn ha, không có thể nào mà mình nâng rất là nhiều rồi nè, những bề lũa của nó nè, bề rễ của nó là rất là nghệ thuật mấy anh em, chứ không phải là đơn giản cái cây này ha, nên là thấy hay thì alo mình liền nha.